Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và chứng hình của cô chú anh chị và các bạn, đoạn này là gần con đường Trần Phú giao với con đường Nguyễn Chánh ngày nay nè. Dạ, và em đang đứng ngay chỗ này là cái ngôi trường Đại học Khánh Hòa quý vị. Ngày xưa thì khu vực này là gọi là ngôi trường La Sang Bá Ninh, nằm ngay góc của Nguyễn Chánh bây giờ và con đường Trần Phú. Ngày xưa là góc của đường Đại lộ Duy Tân và con đường Nguyễn Tri Phương. Ngay chỗ này là một cái khách sạn vậy, gọi là khách sạn Sheraton. Video này em thực hiện được hôm nay là vào buổi tối ngày 5 tháng 6 năm 2023 quý vị. Thì thường vào năm nay là dịp festival đang diễn ra, cho nên là cái khu vực từ cái đoạn đường của con đường Trần Phú từ ngay vị trí của đường Nguyễn Chánh xuống tới đường Biệt Thự là chặn lại, không có cho xe lưu thông vào bên trong. Mọi người phải gửi xe ở bên ngoài. Thì cái đầu máy bên này thì mọi người có thể gửi xe ở ngôi trường Đại học Khánh Hòa này và ngôi trường Lộc Thọ là trường đối diện. Trường Lộc Thọ lúc trước hình như là một ngôi trường của thời Pháp quý vị đó. Và mọi người gửi xe ở đây rồi xong bắt đầu mới đi bộ lên khu vực trung tâm tháp Trầm Hương cũng như là quảng trường 24 để vui chơi lễ festival. Còn ở ngôi trường Đại học Khánh Hòa này cũng có cái hưởng ứng festival, thì có triển lãm mỹ thuật Khánh Hòa và khát vọng phát triển và biểu diễn nghệ thuật của giai điệu xứ Trầm nữa vị đó. 1, 2, 3, 4 cái chủ đề. Cơ sở 1 của trường Đại học Khánh Hòa ngay số 1 của những đường Nguyễn Chánh thuộc phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Rồi, mời quý vị cùng vào bên trong để tham quan một số cái bức tranh. Ở đây, triển lãm tranh nghệ thuật các bạn. Coi cái nội dung của bức tranh này là cái gì. Trời mưa nên phải dùng áo mưa để phủ lại rồi. Tác phẩm nghệ thuật. Sao không có ghi thông tin gì về tác phẩm đó ta? Sao mình biết? Anh thấy kìa, gắn thuốc dưới kìa. Đây là tác phẩm Bãi Dương, chất liệu acrylic, kích thước 60x80cm của Phan Thị Hiền, tác giả Phan Thị Hiền. Bãi Dương hả? Rất là nhiều những cái tác phẩm vẽ. Đây là tác phẩm Biển Sớm. Cũng là chất liệu acrylic rồi, kích thước 60x80 của tác giả Lê Văn Dần. Đây là một số tác phẩm được trưng bày ở khuôn viên của ngôi trường Đại học Khánh Hòa ngày nay quý vị. Ngôi trường cũng khá là cũ kỹ. Bên cạnh là cái khách sạn Sheraton. Bây giờ trong khuôn viên của trường Đại học Khánh Hòa là một bãi xe rộng lớn luôn, để kín hết chỗ luôn. Vé xe là 10.000 một xe. Cái ngôi trường này nó rộng lắm vậy, ngôi trường Đại học Khánh Hòa này rộng lắm, nó có cái cổng bên trường đường Trần Phú nè,
rồi cái cổng bên này. Rồi một cái cổng hướng đi hướng này nữa. Giờ đi ra ngoài đường Trần Phú, đoạn này là nó thành một cái khu phố đi bộ vậy. Đi rất là rộn ràng, rất là vui luôn. Những tác phẩm nghệ thuật. Này vẽ đẹp này. Con sống rồi mồ này. Này Bảo Khang nhìn bức này về vẽ giống bức này thử Khang. Con sống vào bờ. Tác giả Tạ Ngọc Thọ. À, này chấm chấm thôi nè. Nói chung phải dùng con mắt để mà tưởng tượng ra chứ không có phải là vẽ. Hay không? Khang bữa nó cũng lấy một cái tấm lịch đó, nó chấm chấm nó cũng ra cái bức hình đó Khang. Chưa chụp cho gì à. Về yeah, tưởng tượng ra vẽ. Xích xích ra Khánh. Chụp lấy tấm ảnh mà. Chụp luôn á. Đứng vô tấm hình đây. Vô đây đứng chụp. Vô tấm hình đây. Ba đứa. À. Bộ 2 là cái gì? Là sao? Tác phẩm là đề bộ 2. Tác phẩm đề bộ 2 của Đặng Văn Đức. Đây là tranh sơn dầu. Tranh chất liệu bằng sơn dầu. Acrylic sơn dầu á, hay không? Trời mưa nên người ta họ phải tủ áo mưa lên. Một cái lượng tranh cũng được vài chục tấm á vậy. Cảm ơn quý khách đã đến tham quan triển lãm. Quý khách quan tâm và yêu thích tác phẩm xin vui lòng liên hệ giảng viên Đinh Thanh Hải vị. Số điện thoại là 0933 628 641 nha. Đó. Thì những cái tác phẩm ở đây quý vị còn có muốn muốn mua hay sao á, chắc có thể là nếu ai quan tâm thì có thể liên hệ cái số điện thoại vừa rồi. Những tác phẩm cũng đẹp quý vị. Chung này là gọi là trí tuệ sáng tạo, những con mắt tài ba. Nói giờ đoạn này của đường Trần Phú là thành khu phố đi bộ rồi. Đó, ra giữa đường đi cho nó thoải mái nha quý vị. Đó, ngay góc đoạn Nguyễn Chánh và con đường Trần Phú. Đây là một cái tấm biển nói về festival nữa vậy. Festival biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2023, Khánh Hòa khát vọng phát triển từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 2023, khai mạc lúc 20 giờ ngày 3 tháng 6 và bế mạc lúc 20 giờ ngày 6 tháng 6 tại quảng trường 24 thành phố Nha Trang. Nha Trang. Tài trợ chính là tập đoàn Vingroup. Là một số thông tin về ngày khai mạc cũng như là bế mạc. Hay chỗ này là cái Condotel đấy vậy, bên cạnh của trường đại học Khánh Hòa luôn. Đây là ngôi trường đại học Khánh Hòa.
không khí vui nhộn vào buổi tối những ngày diễn ra lễ festival. Con đường phố đi bộ luôn rồi. Ước gì khu vực của con đường Trọng Phú này thành một cái khu phố đi bộ thì hay quá luôn quý vị ơi. Là một điểm đến, nếu nó mà thành khu phố đi bộ thì nó là một cái điểm đến gọi là lý tưởng. Du khách mỗi khi đến du lịch Nha Trang là có cái phố đi bộ dạo. Khu vực đây mà thành có khu phố đi bộ là sẽ có những cái xe trớt bán đồ ăn vặt về đêm quý vị ha. Dọc đoạn này nó là cái điểm vui chơi tuyệt vời luôn á. Thực sự hiện tại thì ở Nha Trang du lịch về đêm là còn thiếu cái khu phố đi bộ, chỉ có một đoạn ở chỗ ngay cái chợ đêm thôi vậy, nó cũng không có được, cái đoạn đường nó cũng không có được dài, cũng như là nó là cái khu chợ đêm chủ yếu là mua sắm quần áo rồi đồ ăn, chứ nó không có cái khu phố gọi là đi bộ và ẩm thực. Đây là những cái gốc dương cổ thụ được cắt tỉa trước ngày festival diễn ra, rất là gọn gàng luôn rồi. Và dọc mấy bên này là những cây tre, cây nho biển cũng như là hàng hoa giấy đủ màu sắc. Đó, mọi người đi bộ. Giờ phải gửi xe ở khu vực này, rồi sau đó đi bộ lên tới quảng trường, lên khu vực của lễ hội ẩm thực gần là tháp Trầm Hương quý vị, cũng như là gần quảng trường 2 tháng 4, trên đó sẽ có ca nhạc rồi vào mỗi đêm. Thành giờ làm cái khu này thành khu phố đi bộ luôn ha con ha, làm luôn á, có định luôn, khỏi cho xe lưu thông nữa, chặn hết. Đây là thành phố đó. Đây là gần đến chỗ ngoài bánh hàng ẩm thực. Nha Trang mà đường khu phố đi bộ này là vậy, mai mốt là những cái xe trớt rồi bán đồ ăn vặt ban đêm ha, là bày khu vực đây. Đó, trời ơi, sát bên biển nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Mấy cái gì ánh sáng thì bắt đầu. Mát rồi. Chỗ này là cái hotel. Không biết chừng nào sẽ đến ngoài bán hàng ẩm thực. Cũng cực lì. Tới rồi kìa, chỗ kia chứ đâu, gần mà. Kính thưa quý vị, tối nay thời tiết rất là mát luôn, rất là tuyệt vời. Ngày hôm qua, vào buổi tối ngày hôm qua thì trời ở Nha Trang có mưa dông và lốc rất là dữ dội luôn á. Nói chung có những căn là những cái mái nhà mà yếu là có thể tốc mái á. Nhưng mà tối hôm qua cũng có mưa không? Cũng có một cái hội khinh khí cầu, nhưng mà không thấy khinh khí cầu đâu hết trơn. Khinh cầu này hết rồi. Vậy bữa trước diễn ra khai mạc chứ trong ngày khai mạc lại 1633 chiếc máy bay cam chiếc máy bay camera bay lên thành những quốc thành những bức ảnh và những địa điểm tuyệt vời. 1653 tranh bên đây nữa, ai bên đây có triển lãm tranh nữa nè. Đó, mọi người đi dạo vui quá vậy. Con đường Trọng Phú thành khu phố đi bộ quá là tuyệt vời. Đây là cái Dakota Seafood, bên cạnh đây là cái Intercon. Phía trước này có thể ngồi ăn vặt rồi uống cà phê rồi. Mọi người đi dạo chơi đông ghê luôn. Một hướng đi lên và một hướng đi về.
khu vực ở quảng trường đang có ca nhạc rồi, rất là vui nhộn luôn rồi. Đây, chỗ này có cái anh ký họ Chân Dung. Vẽ tranh nè, vẽ tranh của bé đây. Ký họ. Ừ. Khả năng nhìn và phát họ hay là ký họ. Ở đây chuyện làm tranh này vậy, nguyên một đoạn này luôn, sát bên bờ biển luôn vậy, nhiều lắm, nhiều tranh lắm. Tranh bên này nữa nè, được trưng bày dọc khu vực của đối diện với cái Costa Seafood luôn á. Intercon. Đây là bức tranh. Đây là bức tranh tác phẩm Chị Tư Hậu, chất liệu bằng gốm xanh trắng quý vị. Kích thước của nó là 40x40x60 và tác giả là Đoàn Xuân Hùng. Đây là bức tranh tác phẩm nhà giáo Ngô Văn Bang quý vị. Chất liệu là gốm sành trắng luôn. Kích thước 40x40x60 của tác giả Đoàn Xuân Hùng luôn. Bằng gốm sành trắng quý vị. Tác phẩm bằng gốm. Cũng là những bàn tay tài hoa quý vị ha. Là những bàn tay và những con mắt nghệ thuật gọi là thiên phú. Đây, cái máy cày, cái lưỡi cày hồi xưa này vậy đó, cày dưới cuốc hồi xưa nè. Tác phẩm kỹ vật của ông tôi nè, chất liệu của tranh sơn dầu 80, kích thước 80x80 của tác giả Vũ Hoàng Linh. Đó, ngày xưa là cái cày dưới con trâu nè. Bức tranh này rất là quen thuộc với cái thế hệ xưa, thời cày trâu rồi, cày bằng trâu bằng bò, thời nay là dùng bằng máy hết rồi, không có còn dùng trâu bò để cày nữa vậy. Đây, khu vực biển vậy, đoạn biển dưới kia rất là vui luôn nha. Giờ này ra biển ngồi rất là mát. We'll be right back.
Alo. Quý vị thấy DJ bang bang như thế nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? Một tràng pháo tay cho DJ bang bang được không ạ? Chúng ta sẽ cùng tạm thời chia tay DJ bang bang trong vài phút. Xin mời quý vị và một bạn chúng ta sẽ cùng chuẩn bị với mã QR code để chúng ta sẽ cùng tham gia vào trò chơi này. Chúng ta có thể nhắc lại cái cách để nhắc lại chơi được không ạ?